Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phát đi thông báo ngày 24 tháng 2. Theo đó, người lao động Việt Nam thời gian tới đây có thể được hưởng các quyền lợi một cách đầy đủ khi làm việc tại Thái Lan. Cụ thể, theo thông báo này, từ ngày 24 tháng 2, người lao động Việt Nam bắt đầu được đăng ký tại các trung tâm lao động của Thái Lan để có giấy phép lao động trong vòng một năm, đồng thời sẽ được hưởng quyền lợi một cách đầy đủ. Trước đó, ngày 10 tháng 2, nội các Thái Lan vừa thông qua nghị quyết về hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam. Theo đó, người giúp việc nhà, công nhân xây dựng, đánh bắt cá và phục vụ nhà hàng sẽ được công nhận là hợp pháp và được cấp giấy phép lao động. Thời gian qua, lao động phổ thông Việt Nam tại Thái Lan vẫn bị coi là lao động bất hợp pháp bởi hầu như nhiều người đến đây với tư cách khách du lịch, sau đó ở lại làm thuê mà không hề có giấy phép hoặc hợp đồng lao động.